Chào các em, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài giảng đại số tiếp theo, đó là bài đơn thức. Trước khi vào bài thì chúng ta cùng xét các biểu thức sau. Các em quan sát trên màn hình chúng ta có một số các biểu thức. Các em hãy sắp xếp các biểu thức trên thành hai nhóm. Nhóm 1, những biểu thức có chứa phép cộng và phép trừ. Nhóm 2, những biểu thức còn lại. Thế trên ví dụ này thì các em có thể quan sát thấy được rằng là đối với nhóm 1 chúng ta có các biểu thức sau. Đó là 3 chứa 2x, 5 nhân x cộng y, 10x cộng y. Và nhóm 2 là những biểu thức còn lại. Trong bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ xét đến những biểu thức thuộc nhóm 2. Vậy những biểu thức thuộc nhóm 2 này được gọi là gì và tính chất của chúng như thế nào thì chúng ta cùng vào bài ngày hôm nay. Bài 3, đơn thức. 1. Khái niệm đơn thức. Quay trở lại với các biểu thức ở nhóm 2 chúng ta vừa mới xét. Các em sẽ quan sát thấy được rằng là trong các biểu thức này được chia thành các nhóm như sau. Nhóm 1 gồm một số, ví dụ như số 10. Nhóm 2 là gồm một biến, trong trường hợp này là biến x. Nhóm 3 là gồm tích giữa các số và các biến. Thế thì với cả 3 trường hợp này thì người ta gọi chung là đơn thức. Vậy thì đơn thức là gì? Chúng ta dễ dàng có khái niệm như sau. Khái niệm: đơn thức là biểu thức đại số chỉ gồm một số hoặc một biến hoặc tích giữa các số và các biến. Nếu tóm tắt khái niệm này dưới dạng tổng quát thì chúng ta sẽ thấy được. Để làm một đơn thức thì nó thuộc một trong ba nhóm sau. Nhóm thứ nhất là một số, ví dụ như 5, 2 phần 3, căn 5, trừ 1,3, vân vân. Có thể là một biến, ví dụ như biến x, biến y, biến a, biến t, vân vân. Hoặc là một tích giữa các số và các biến. Ví dụ như trừ 2y, trừ y bình, z mũ 5, vân vân. Đối với đơn thức thì các em cần lưu ý một số các ví dụ, chú ý sau. Thứ nhất, số 0 cũng được gọi là một đơn thức 0. Trường hợp này số 0 là số khá là đặc biệt, tí nữa cái bậc của số 0 cũng sẽ có một cái nhóm riêng nên các em lưu ý cái này một chút. Áp dụng chúng ta làm ví dụ. Ví dụ 1, bài tập số 11 sách giáo khoa trang 32. Trong các biểu thức sau đây, đâu là đơn thức? Thế thì theo đúng định khái niệm mà chúng ta vừa đưa ra thì trong 4 đáp án này thì các em sẽ dễ dàng nhận thấy được rằng là ở đáp án A, đây là một tổng của 2 phần 5 và x bình y. Đây không phải là đơn thức. Câu B, nó chính là tích giữa các số và các biến. Vậy câu B chính là đơn thức. Câu C, 15,5, đây là một số, vậy nó cũng là một đơn thức. Thế còn câu D thì dễ dàng các em nhận thấy rằng là nó là phép tính trừ, nên nó không thuộc cái nhóm này, vậy nó không phải là đơn thức. Vậy đáp án ở đây chính là B và C. Ví dụ tiếp theo, trong các biểu thức sau đây, đâu không phải là đơn thức? Các em cũng có thể dễ dàng nhận thấy ngay là trong cái đáp án này thì chúng ta chỉ có mỗi đáp án C là không phải đơn thức, đúng nhỉ? Thì quan sát ở câu A và câu D, hãy nhận xét về số lần xuất hiện của các số, các biến trong mỗi đơn thức trên. Thì ở câu A thì các em có thể dễ dàng nhận thấy được rằng là các số và các biến ở đây xuất hiện khá là nhiều lần. Ví dụ, các số thì các em thấy rằng là trong đơn thức này xuất hiện hai số là số 2 và số 3. Thế còn biến x cũng xuất hiện hai lần, biến y xuất hiện hai lần. Như vậy là số lần xuất hiện của các số và các biến ở đây nhiều hơn 2. Xin lỗi, nhiều hơn 1. Thế còn với câu D thì các em thấy rằng là 10x mũ 6 y mũ 3 thì các số và các biến ở đây xuất hiện một lần, đúng nhỉ? Và người ta gọi cái đơn thức ở câu D chính là đơn thức thu gọn. Vậy đơn thức thu gọn là gì? Mời các em sang phần tiếp theo. Hai nhỏ, đơn thức thu gọn. Quan sát với ví dụ vừa rồi thì các bạn cũng có thể dễ dàng nhận thấy được đơn thức thu gọn là đơn thức gồm tích của một số và các biến mà mỗi biến chỉ được viết một lần. Tức là số và các biến trong trường hợp này chỉ được xuất hiện một lần thôi ạ. Đúng nhỉ? Các
Em có thể quan sát ở trên bảng. Cô cho hai ví dụ về đơn thức thu gọn và đơn thức chưa gọn. Thì với cái cột của đơn thức thu gọn thì các em thấy rằng là biến và hệ số chỉ xuất hiện một lần. Thế còn với đơn thức chưa gọn thì các em thấy rằng là hệ số cũng như là phần số và phần biến xuất hiện nhiều hơn một lần. Đúng nhỉ? Thế thì trong đơn thức thu gọn này các em cần nhớ cho cô hai vấn đề sau. Một đơn thức thu gọn thì gồm hai phần là phần hệ số và phần biến. Vậy đâu là phần hệ số và đâu là phần biến? Các em cùng quan sát với ví dụ này. 10x mũ 6 y mũ 3. Thì trong cái đơn thức này, 10 được gọi là hệ số, còn phần biến là toàn bộ tích của x mũ 6 nhân y mũ 3. Các em lưu ý một chút là phần biến là toàn bộ cái nhóm x mũ 6 nhân y mũ 3. Được chưa nhỉ? Vậy thì trở lại với đơn thức thu gọn phía trên thì các em cũng có thể thấy được ở ví dụ 2, trừ 2 x mũ 2 y mũ 5 z. Trong trường hợp này hệ số chính là âm 2, thế còn phần biến chính là x mũ 2 nhân y mũ 5 nhân z. Hay với cái đơn thức thu gọn 6a mũ 7 b mũ 3 thì các em cũng có thể dễ dàng nhận thấy được là hệ số ở đây là 6, còn phần biến chính là a mũ 7 nhân b mũ 3. Các em cũng có thể lấy cho cô hai đơn thức thu gọn, sau đó xác định phần hệ số và phần biến của chúng giúp cô. Lưu ý của phần này một chút. Mỗi số cũng được coi là một đơn thức thu gọn. Lưu ý thứ hai, khi viết đơn thức thì các em nhớ rằng là chúng ta sẽ viết phần hệ số trước. Các biến sẽ viết theo thứ tự trong bảng chữ cái. Ví dụ như là nếu như trong cái đơn thức này có biến x và biến y thì theo thứ tự bảng chữ cái x đứng trước y thì các em sẽ phải viết x trước y sau, chưa nhỉ? Cái này sẽ giúp ích cho các em rất nhiều trong bài đơn thức đồng dạng. Chú ý thứ ba, từ nay khi nói đến đơn thức mà không nói gì thêm, ai hiểu đó là đơn thức thu gọn. Chúng ta cùng sang phần tiếp theo, bậc của đơn thức. Cho đơn thức 2x mũ 5 y mũ 3 z, hãy cho biết số mũ của từng biến trong đơn thức trên. Trước khi kiểm tra số mũ thì các bạn xác định cho cô phần hệ số và phần biến của đơn thức này. Thì ở đây hệ số chính là 2 và phần biến là x mũ 5 nhân y mũ 3 nhân z. Thế thì số mũ của từng biến trong đơn thức là bao nhiêu? Ở đây các em sẽ nhìn thấy rằng là trong phần biến này gồm 3 thành phần biến là biến x, biến y và biến z. Các em có thể dễ dàng nhận thấy số mũ của x chính là 5. Số mũ của y là 3. Số mũ của z, trong này các em có thể để ý thấy được ngay là z ở đây chính là mũ 1. Bởi vì là theo quy ước được học ở kỳ 1 rồi, z mũ 1 thì được viết thành z. Nên người ta quy ước khi các em không nhìn thấy mũ thì hiểu rằng z ở đây chính là mũ 1. Vậy tổng số mũ ở đây bằng 9. Và người ta gọi 9 chính là bậc của đơn thức 2x mũ 5 y mũ 3 z. Vậy thì bậc của đơn thức là gì? Rất đơn giản. Bậc của đơn thức có hệ số khác không là tổng số mũ của tất cả các biến có trong đơn thức đó. Áp dụng, các bạn hãy tìm bậc của đơn thức sau. Câu A, 4x y mũ 5. Các em có thể dễ dàng nhận thấy được rằng là tổng số mũ ở đây chính là 1 cộng 5 bằng 6. Vậy bậc của đơn thức này có bậc là 6. Đối với câu B, chúng ta xét bậc của đơn thức này bằng cách là cộng các số mũ 2 cộng 3 cộng 1 cộng 4 bằng 10. Vậy đơn thức này có bậc là 10. Rất dễ đúng không ạ? Lưu ý cho trường hợp này. Mọi số thực khác không là đơn thức bậc không. Ví dụ số 1, số trừ 3, số 10 là các đơn thức bậc không. Lưu ý thứ hai, số 0 cũng được coi là một đơn thức và đơn thức này không có bậc. Nên số 0 được coi là đơn thức không có bậc. 4 nhỏ nhân 2 đơn thức. Để làm được bài toán này thì các em cần nhắc lại cho cô một số công thức cần nhớ như sau. Công thức thứ nhất, nhân 2 lũy thừa cùng cơ số x mũ n nhân x mũ m. Theo đúng công thức thì chúng ta sẽ có được là x mũ n cộng m. Công thức thứ hai, lũy thừa của lũy thừa
x mũ n, tất cả mũ m sẽ được tính bằng x mũ n nhân m. Công thức thứ ba các em cần lưu ý đó chính là lũy thừa của một tích, x nhân y tất cả mũ n bằng x mũ n nhân y mũ n. Đây là ba công thức các em cần lưu ý. Các em có thể áp dụng làm giúp cô ví dụ sau. Câu A, x mũ 2 nhân x mũ 5 chính là bằng x mũ 2 cộng 5 bằng x mũ 7. Đáp án đây chính là x mũ 7. Câu B, x mũ 2 rồi mũ 3 bằng x mũ 2 nhân 3, tức là chúng ta sẽ có kết quả là x mũ 6. Còn câu C thì các em lưu ý một chút, đây không phải là lũy thừa của lũy thừa, mà các em cần lưu ý cái công thức này, bởi vì trong ngoặc của chúng là có hai thành phần, đó chính là hệ số và phần biến. Nên công thức này các em cần phải áp dụng, đó chính là lũy thừa của một tích. Các em cần phải phá được cái mũ 3 bên ngoài ra. Theo đúng công thức lũy thừa của một tích thì chúng ta sẽ có được là bằng 2 mũ 3 nhân với x mũ 2 rồi mũ 3. Thì đến đây các em có thể dễ dàng tính được là 2 mũ 3 bằng 8, x mũ 2 rồi mũ 3 là bằng x mũ 6. Vậy kết quả có được là 8x mũ 6. Rất đơn giản đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu quy tắc nhân hai đơn thức. Muốn nhân hai đơn thức 2x bình y và 9x y mũ 4 thì chúng ta sẽ làm như sau. Để nhân được hai đơn thức này, đầu tiên các em hãy đặt phép tính giúp cô. 2 nhân x bình y. 2x bình y nhân với 9x y mũ 4. Các em hãy nhân hệ số với hệ số, phần biến với phần biến. Thì lúc này chúng ta sẽ có được là 2 nhân với 9, x bình y nhân với x y mũ 4. Và đến đây thì các bạn sẽ thấy được rằng là theo đúng công thức thì chúng ta chỉ nhân hai lũy thừa cùng cơ số thôi. Nên trường hợp này thì các bạn hãy nhóm x bình với x lại một nhóm, y với y mũ 4 lại một nhóm. Chúng ta sẽ được là 2 nhân 9, x bình nhân x, y nhân y mũ 4. Và kết quả tìm được rất đơn giản, 18 x mũ 3, y mũ 5. Vậy thì muốn nhân hai đơn thức thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta có quy tắc nhân như sau. Muốn nhân hai đơn thức, ta nhân các hệ số với nhau và nhân phần biến với nhau. Ví dụ, tính tích các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức vừa nhận được. Câu A, trừ 1 phần 3 x mũ 3 y, xin lỗi, trừ 1 phần 3 x y mũ 3 z mũ 5 nhân 6 x mũ 3 y mũ 2 sẽ được tính bằng trừ 1 phần 3 nhân 6, x nhân x mũ 3, y nhân y mũ 3 nhân y mũ 2 và z mũ 5 thì được một mình nên là z mũ 5 các bạn chỉ việc viết lại thôi. Và kết quả ở đây nó sẽ bằng trừ 2 x mũ 4 y mũ 5 z mũ 5. Và bài này người ta yêu cầu các em là tìm bậc của đơn thức nhận được. Thì các bạn có thể dễ dàng thấy được rằng là 4 cộng 5 cộng 5 bằng 14. Vậy đơn thức này có bậc là 14. Bạn nào làm thành thạo rồi các bạn có thể bỏ qua bước số 2. Ra thẳng kết quả luôn, chưa nhỉ? Ví dụ như ở câu B. Đối với câu B thì các em cần lưu ý một chút là đơn thức trừ 3 x y bình tất cả bình. Thì cái câu này các em cần phải hạ được cái mũ 2 ở phía bên ngoài trước đã. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng công thức nào? Chúng ta sẽ áp dụng công thức lũy thừa của một tích để phá cái mũ 2 bên ngoài ra. Vậy chúng ta sẽ phá như sau. Nó sẽ bằng trừ 3 tất cả mũ 2 nhân với x mũ 2 nhân với y mũ 2 rồi mũ 2. Vậy kết quả ở đây có được sẽ là 9x mũ 2 y mũ 4. Thế thì lúc này 2x mũ 2 y mũ 3 nhân với trừ 3 x y bình tất cả mũ 2 sẽ được viết thành 2x mũ 2 y mũ 3 nhân 9x bình y mũ 4. Và kết quả thu được là 18x mũ 4 y mũ 7. Được chưa nhỉ? Bậc của đơn thức này là 11. Các em có hiểu không ạ? Như vậy là kiến thức ngày hôm nay thì chúng ta dừng lại ở đây. Vậy cô sẽ hệ thống lại kiến thức một chút. Về nhà các em cần nắm vững cho cô các kiến thức sau. Thứ nhất là vẫn nhận biết được thế nào là một đơn thức thu gọn. Thứ hai là biết tìm bậc của một đơn thức. Thứ ba, biết nhân hai đơn thức. Và thứ tư, đọc trước bài đơn thức đồng dạng. Bài tập về nhà. Ngoài các bài tập trong sách giáo khoa thì các bạn hãy làm giúp cô bài tập tiếp theo trên màn hình. Được chưa nhỉ?
Cảm ơn em đã chú ý lắng nghe. Buổi học đến đây là kết thúc.